Chân thành cảm ơn quý vị vẫn giữ trên màn hình. Phần kế tiếp thì chúng ta thấy rằng đi ra ngoài đường hoặc là những người quen gọi đến chúng ta đều hỏi cuộc chiến Trung Đông rồi sẽ ra sao. Một câu hỏi rất khó có ai có thể trả lời được, và chính vì chỗ đó mà gây ra sự quan mang. Và thưa quý vị, ngoài cái cuộc chiến Trung Đông ra đó thì chúng ta thấy cái cuộc chiến ở Ukraine và Nga cũng vẫn còn tiếp tục. Và một cái cuộc chiến mà nó đang một cái ngòi lửa nữa, gọi là lò lửa Trung Đông đi qua cái biển Đông của chúng ta, đó là gần đây tàu tuần duyên của Trung Cộng đã đụng tàu của Philippines, và Mỹ Tư lệnh Thái Bình Đệ thất Hạm đội Thái Bình Dương đã tuyên bố rất rõ rằng qua cái hiệp ước giữa Mỹ và Philippines ký từ năm 1951 đó, thì Mỹ sẽ có cái bổn phận phải bảo vệ Philippines. Và mới đây mấy ngày thì trên 200 chiếc máy bay của tàu cộng đã đi qua cái eo biển Đài Loan và những cái tàu chiến, tất cả những cái sự mà leo thang chiến tranh là chúng ta thấy làm cho nước Mỹ phải chịu một mình mà chịu tới ba cái mặt trận Ukraine, Trung Đông và Biển Đông. Từ đó nhiều người rất là lo. Thưa Hòa Thượng, những cái chuyện này là mình bàn nó ngoài vòng tay, nhưng mà mình còn trong vòng tay. Chân thành cảm ơn quý vị vẫn giữ trên màn hình. Phần kế tiếp thì chúng ta thấy rằng đi ra ngoài đường hoặc là những người quen gọi đến chúng ta đều hỏi cuộc chiến Trung Đông rồi sẽ ra sao. Một câu hỏi rất khó có ai có thể trả lời được, và chính vì chỗ đó mà gây ra sự hoang mang. Và thưa quý vị, ngoài cái cuộc chiến Trung Đông ra đó thì chúng ta thấy cái cuộc chiến ở Ukraine và Nga cũng vẫn còn tiếp tục. Và một cái cuộc chiến mà nó đang một cái ngòi lửa nữa, gọi là lò lửa Trung Đông đi qua cái biển Đông của chúng ta, đó là gần đây tàu tuần duyên của Trung Cộng đã đụng tàu của Philippines, và Mỹ Tư lệnh Thái Bình Đệ thất Hạm đội Thái Bình Dương đã tuyên bố rất rõ rằng qua cái hiệp ước giữa Mỹ và Philippines ký từ năm 1951 đó, thì Mỹ sẽ có cái bổn phận phải bảo vệ Philippines. Và mới đây mấy ngày thì trên 200 chiếc máy bay của tàu cộng đã đi qua cái eo biển Đài Loan và những cái tàu chiến, tất cả những cái sự mà leo thang chiến tranh là chúng ta thấy làm cho nước Mỹ phải chịu một mình mà chịu tới ba cái mặt trận Ukraine, Trung Đông và Biển Đông. Từ đó nhiều người rất là lo. Thưa Hòa Thượng, những cái chuyện này là mình bàn nó ngoài vòng tay, nhưng mà mình còn trong vòng tay được là cái đức tin của tôn giáo. Thì là lãnh đạo tinh thần, những người Phật tử có trao đổi, nếu có trao đổi và hỏi Hòa Thượng về ngày mai sẽ ra sao, thì không có đoán được là có chiến tranh xảy ra hay không. Chúng ta khó đoán được chiến tranh thứ ba, nhưng mà chúng ta có thể làm được trong cái nhiệm vụ của một người tăng sĩ, một người lãnh đạo tinh thần tôn giáo, là giúp so dịu trong những cái lúc mà hoàn cảnh khó khăn nhất. Thì thưa Hòa Thượng, trong lúc này là cái lúc mà đồng hương của chúng ta, những người Phật tử, những người thính giả, khán thính giả nghe trên đài đều mong muốn có cái lời gì của từ quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo trong những cái lúc khó khăn này. Kính mời Hòa Thượng. Cảm ơn cư sĩ Đức Học. Kính thưa quý ngài và kính thưa chư lưu vị, hơn ai hết chúng ta là những người đến đất nước này vì một cơ hội thương đau của dân tộc của mình, tức là 1975 Việt Cộng miền Bắc được hà hơi tiếp sức bởi Cộng sản quốc tế và sự phân chia chia chắc cái quốc
quyền lực và ảnh hưởng trên trên chính trường quốc tế, thì cuối cùng miền Nam bị Bắc Cộng, Tàu Cộng và Việt Cộng đã cưỡng chiếm miền Nam, và chúng ta ra hải ngoại lúc bây giờ coi trên dưới 2 triệu người. Đó là một cái cộng đồng hình thành trong cái sự đau thương của nghiệt ngã của kiếp sống của con người của chúng ta. Do vậy chúng ta cũng hiểu rằng cái sự đau thương chỗ này hay chỗ kia, nhất là vấn đề bạo động, vấn đề chiến tranh, vấn đề ý thức hệ, vấn đề về chỉ có vấn đề về tôn giáo, đó là nó khắc nghiệt vì tôn giáo nó nằm trong máu của con người. Cái sự kỳ thị cũng như là cái sự phân biệt đối xử, cái nữa là cái quá khích trong cái niềm tin của tôn giáo đó. Cho nên tất cả chúng ta đều có tôn giáo, đều chúng ta đều đặt ra trong cái niềm tin của mình suy nghĩ, và đồng thời chúng ta cũng ngày hôm nay tất cả những thông tin đó nó rất là nhan nhản ở đó đây. Do vậy chỉ sự theo dõi thông tin và hiểu biết, và chúng ta cũng kèm theo cái sự suy nghĩ độc lập của mình, chúng ta có niềm tin chúng ta để trong lòng của mình, nhưng mà khi mà hành xử ra bên ngoài thì chúng ta phải hành xử ở trong cái chừng mực nào đó mà tỏ ra mình là cái người có hiểu biết, một người có trí thức, tức là không phải là đọc sao kinh giảng sao thì chúng ta hiểu, có những chỗ mà mình không hiểu không tới, cho nên mình hiểu trật đó, mình ứng dụng trật. Do vậy chúng ta phải rất là cẩn thận, luôn luôn lúc nào cũng cẩn thận, và đặc biệt khi chúng ta ra bên ngoài là chúng ta phải cùng chia sẻ cái niềm vui, cái từ bi, cái bác ái, cái vị tha và cái sự giúp đỡ mình và tha nhân. Quý ngài và quý vị. Dạ, cảm ơn Hòa Thượng. Kính mời Linh Mục. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, mình đã gỡ ra nhỏ bé, nếu giống là khi nãy là cư sĩ có nói diện tích của nó, nhưng mà cái chiều dài của nó có chừng 25 mai, có nghĩa là nếu mà mình ước lượng là từ downtown Houston tới NASA 25 mai, đó là chiều dài nhất. Còn chiều ngang từ 3 mai đến 6 mai, có nghĩa là 6 mai có nghĩa là từ downtown Houston tới lúc 610. Mà như vậy cái chỗ nhỏ bé như vậy mà chứa đựng 2.3 triệu người cũng nhiều. Nhưng mà với cái điều mà thử thách như vậy, với cái con số của người mà coi như là tin vào Thiên Chúa ở vậy, đó là ít lắm, không có nhiều, chừng vỏn vẹn 1.000 người mà thôi, và người Công giáo chỉ có 100 người, mà chỉ có một nhà thờ duy nhất, nhà thờ Thánh Gia. Và Đức Giáo Hoàng đã gọi cha sở ở đó, cha Gabriel, để mà yên ủi ngài, cũng như là nói sự mà cầu nguyện, quan tâm, lo lắng, không phải là vì con số nhỏ bé 100 người đó mà không quan tâm, mà cũng hiểu cái sự mà thử thách khó khăn trải qua, nên muốn sự mà liên kết của sự mà cầu nguyện. Giống là mình gặp người khác, cho dù rằng là họ là có thể là người khác tôn giáo, họ có thể là những người mà không cùng chủng tộc, mà khi mà họ mình cảm thấy họ đau thương, mình cũng tội nghiệp cho họ, và với sự mà thương tiếc đó, cái điều mà nhiều khi chúng ta cảm thấy là nằm ngoài cái tầm tay, tại vì cái sự mà nhỏ bé với cái ý tưởng riêng của mình, một kiến riêng, chắc là so sánh với sự mà to lớn rộng đại, cái biến cố lớn lao giống như ở bên Trung Đông, có thể là mình không có thể nào làm được. Mà đừng quên là cái sự mà cái sức mạnh tiềm ẩn, cái sự mà cầu nguyện là cái sự mà giúp sức cho sự mà vững tâm hơn, và đồng thời là tìm lại sự mà ủi an hơn, nhất là những khi mà chúng ta nhìn vào trong khả năng riêng của mình hoặc là những kinh nghiệm riêng, có những lúc mà chúng ta gặp đau thương, thử thách, khó khăn nằm ngoài cái tầm tay, mà làm gì? Mình cầu nguyện nhờ Chúa thêm sức để được soi sáng, được sự vững mạnh hơn trong cuộc đời. Nên qua điều đó nó giúp cho là kinh tạo các cái niềm tin hơn, để rồi qua cái sự mà soi sáng đó biết là cần phải làm gì, để rồi tạo ra cái mối liên hệ mật thiết hơn với người khác. Khi nãy khi mà cư sĩ có hỏi là trong Kinh Thánh có nhắc nhở gì vấn đề mà người Hồi giáo, người Do Thái giáo hay chăng? Thưa có. Người Do Thái tin Abraham là tổ phụ của mình. Abraham là tổ phụ của mình. Người Hồi giáo cũng tin Abraham là tổ phụ của mình. Vì lý do rằng là khi mà Abraham lúc đầu là có vợ là Sarah, là người cùng chủng tộc với mình, không có con, nên cô cưới người thiếp khác, và người thiếp sinh ra đứa con là Isabel. Và sau này bà Sarah là sinh ra một người con nữa là Jacob, yêu thương người con, Abraham yêu thương Jacob là người con cùng chủng tộc với mình. Nên vì bà Sarah là người mẹ
của Jacob bắt đầu sự mà ghen, ghen với cái người thiếp, nên là Abraham phải đuổi người thiếp là người con của mình là Ishmael đi vào sông sa mạc, và sông này Ishmael trở thành coi như là cha của người Hồi giáo, nên là cũng là anh em cùng cha khác mẹ với nhau, là khi xưa trong Kinh Thánh là như vậy. Như vậy, nhưng mà cũng có sự mà đối thoại với nhau, ghen ghét với nhau bình thường. Dạ, cảm ơn thầy chia sẻ của một sư. Tôi cũng xin phép nói chính chút xíu. Tức là Abraham là tổ phụ của người Do Thái. Rồi Isaac đó, tức là Isaac đó, là con của Abraham. Rồi sau đó thì là Isaac mới có hai người con nữa là Esau với lại Jacob, là con của Isaac. Thì Jacob sau khi mà vật lộn với Đức Chúa Trời đó, thì được lý do tại sao vật lộn với Đức Chúa Trời, thì ông đi chạy khỏi, trốn khỏi anh của mình là Esau, đi về cái vùng đất của quê hương bà con của ông để mà giống như là kiếm vợ đó. Thì ông ở đó lưu lạc ở đó một thời gian dài, lấy được hai người chị em là Leah với lại Rachel đó. Thì trên đường về như vậy đó, thì khi mà ông vật lộn, tức là có một cái cuộc vật lộn, Kinh Thánh ghi lại là có một cuộc vật lộn với thiên sứ, tức là với Đức Chúa Trời đó. Và ông kiên trì không để cho Chúa đi, tức là và rồi Chúa mới thiên sứ mới đánh nơi cái xương hông của ông, và từ đó ông đi dẹo cái chân. Thì cái đó là Kinh Thánh ghi lại, và vì thế ông vật lộn và thắng, tức là Kinh Thánh ghi lại như vậy. Cho nên và sau khi đó cái chữ Jacob là cái người lương lẹo, cái tên đó có cái ý nghĩa là lương lẹo, ông ra sao, ông sanh sau, và ông nắm cái gót của người anh của mình đó là Esau đó, để mà giống như muốn khi mà được sanh ra là như vậy. Có câu chuyện là Jacob nắm gót của Esau như vậy đó. Rồi ông đã đổi, lúc đó thì ông đã đổi chác hay là tránh tráo cái phước mà người cha, thay vì dành cho Esau là người anh đó, mà ông đã nhờ cái sự lương lẹo của người mẹ, rồi với của ông nữa cùng làm việc đó, thì mới gạt ông cha là Jacob, rồi đánh tráo cái ân phước đó. Thì nhưng mà sau khi ông trốn đi một thời gian, và khi mà trở về thì ông ở tại nơi chỗ đó là Sheol, là ông có cái thang, Kinh Thánh ghi lại là có cái thang bắt từ dưới đất lên trời đó, thiên sứ đến lên xuống trên thang đó, và ông đã có cái giấc mơ, rồi ông nằm vật lộn với Chúa đó. Thì rồi Chúa mới đổi tên ông là từ Jacob đó, là trở thành là Israel, đó là từ đó cái tên của nước Do Thái là ra từ đó. Thì từ Jacob đó là có 12 chi phái, đó, 12 chi phái đó ra tất cả những dòng dõi của Jacob là như vậy. Thưa mục sư, nếu như vậy thì cái tổ phụ của người Do Thái có những cái hành xử có tội với lại thiên sứ không? Có tội như sao? Dạ, tức là vật lộn làm đủ mọi chuyện đó, thì như vậy là cái vấn đề cái nói về cái ý nghĩa của cái sự vật lộn đó, giống như là một cái sự nếu mà con không thể buông Chúa ra. Đó, con tiếp tục bám lấy Chúa, tức là xin Chúa là nguồn phước của con. Con không để Chúa đi nếu Chúa không ban phước cho con. Đó, thì trong cái ý nghĩa đó, chứ không phải là vật lộn vì tội lỗi. Ông là người đúng là ông là người có tội, và Thiên Chúa là đấng thánh khiết, và vì cái lòng của ông lúc đó Chúa biết, và Chúa đánh vào cái xương hông của ông đó. Như qua cái lịch sử linh mục với mục sư nói, thì như vậy là cái người Do Thái bắt đầu từ đầu là có những cái khó khăn rồi, và đến ngày hôm nay thì theo mục sư đó nghĩ rằng vì sao mà người Do Thái lại là chịu trung chiên nhiều quá vậy? Dạ, Kinh Thánh ghi lại rất là rõ ràng là người Do Thái đó, tuyển dân của Chúa là được dân tuyển dân, tức là dân Chúa chọn trong tất cả muôn dân ở trên thế giới đó, thì Chúa đã chọn Abraham làm người công bình trước mặt Chúa, rồi là người Chúa chọn để mà ban phước cho muôn dân. Thì ai chúc phước cho Abraham, ai chúc phước cho người Do Thái thì cũng được Đức Chúa Trời ban phước, còn ai chống lại hay là ai nghịch lại đó thì cũng cái sự ban phước và sự giáng họa là đến từ Chúa.
Đó, nhưng mà trở lại đó là người Do Thái mặc dù được Đức Chúa Trời yêu thương rất là nhiều, Chúa quan tâm, Chúa ban phước cho họ, nhưng mà đọc lại Kinh Thánh đó là cái lịch sử của họ là họ nhiều lần bỏ Chúa, đi thờ tà thần, đi thờ những thần như là Moloch nè, là thần ác tạc tê, rồi nhiều thần khác là của những nước ở chung quanh mà họ đem vào đó. Và đặc biệt là ông vua Salomon, người rất là khôn ngoan, cũng có những cái có thể nói là rất là nhiều hoàng hậu rồi mỹ nữ, và những người đó lại đem những cái vị thần của nước họ vào trong Do Thái. Cho nên trải qua rất là nhiều cái biến cố thì họ đã chối bỏ Chúa, chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Đúng rồi. Cho nên Chúa phạt họ là bị đi lưu đày, thì những nước như là Babylon, cái vùng mà Iran, Iraq bây giờ đó, thì đã qua chiếm đánh, và lúc đó thì vua Nebuchadnezzar cũng đến đánh họ, và cả nước tan lạc đi. Dạ, tốt lắm. Giờ mới thấy được rõ là cái lịch sử của mỗi dân tộc trong cái sự nhân quả và đối với lại Đức Chúa Trời thế nào, thì trong cái phần hưởng như thế ra thế đó. Thưa Hòa Thượng, trong cái phần cuối, trong lúc này hơn bao giờ hết, cộng đồng của chúng ta phải nhìn ra ngoài về những cái biến động những người xung quanh, nhìn về cái thế giới Hồi giáo có những cái lực lượng mà những lực lượng của hội của như của Hamas và những người Hồi giáo quá khích đó, sẽ không từ bỏ bất cứ những cái chuyện gì mà có thể làm cho đổ máu. Thì Hòa Thượng trong những lần trước đó, thì những cái chuyện mà nó xảy ra ở chùa là một số những cái người đến chùa để làm những câu chuyện thí dụ ăn cắp hoặc này kia là đơn giản thôi, nhưng mà mình không biết là trong tương lai một số những cái người gần đây thì cũng có một số người Trung Đông nó cũng đến một số cơ sở tôn giáo. Dạ. Rồi mới đây đó thì tuần trước thì có 4 người Iran nó đi qua cái biên giới của Mỹ mà Mỹ bắt được, thì chúng ta thấy rằng từ đó nó có nhiều cái tín hiệu nó gửi cho chúng ta biết rằng không yên. Thì cũng nhân trên cái chương trình đề tài hôm nay, kính mời Hòa Thượng có những cái sự khuyên thế nào để chúng ta cảnh giác ngay trong lúc này trước là nguy hiểm cho bản thân mình, cho gia đình, và xa hơn là cho cộng đồng. Kính mời Hòa Thượng. Cảm ơn kỹ sĩ Nguyễn Dũng. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, có thể nói cái xã hội Mỹ mà chúng ta đang sống, đang trải qua những giai đoạn nhiều năm rồi, giờ trở đến về đây và tôi nghĩ nó còn kéo dài nữa, là cái đời sống xã hội nó rất là tệ lắm. Muốn nói là cái sự an nguy đó, tội phạm này kia nó nhiều, nó dân gian. Và như cư sĩ điều hợp chương trình có nhắc đến đó, là có những cái tốp người mà họ đi ăn cắp ăn cướp rất là chuyên nghiệp, và họ đi giống như chỗ không người vậy. Và đặc biệt là khi họ đi, người họ là người ngũ quốc, mà cái dáng ăn mặc và cái cách của phục sức của họ là cái người Trung Đông, mà họ đi vô họ nhiều cái giả tâm, nhiều cái ác tâm, nhiều cái lường gạt lắm. Và cuối cùng ra thì mình mà cộng đồng Việt Nam nói riêng và nhiều cộng đồng khác nói chung, và đặc biệt ở người cộng đồng Á Châu của chúng ta là hay để tiền mặt các cơ sở tôn giáo, chùa, nhà thờ, thánh thất, vân vân, để tiền mặt cách này cách kia, thì họ vô họ lấy, họ cướp được những cái khoản tiền lớn, và họ đi và họ đều thoát đều lột hết. Vì ở chỗ là mình sợ báo trả thù, rồi mình muốn chơi chiến sự, mình gọi là sự giữ chiến sự lành, vân vân. Họ cái cách đó, cho nên những kẻ gian ác á, mà nhất là xã hội bây giờ, tôi nói thưa với ngài và quý vị là rất là tệ, cho nên chúng ta phải rất là cẩn thận trong cái hoàn cảnh này. Dạ, cảm ơn Hòa Thượng. Mời Linh Mục. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, chúng ta không những chỉ có cảnh báo về những người chung quanh trong đời sống của mình, hoặc là cũng phải cái sự mà cẩn thận hơn, nhưng mà cũng có điều hơn nữa là đó cái sự mà cảnh giác về cái tinh thần. Như là chúng ta dựa vào trong tin tức trên Internet, radio, TV, vân vân, và nhiều khi là tin giả nhiều lắm. Được biết bao nhiêu cái tin giả của cái cuộc chiến, cũng như là
khủng bố vừa qua giữa Do Thái với lại người Hamas cũng có những tin giả được tung ra để rồi làm mọi người hoang mang với nhau, và nhiều người là ngay cả một số vị dân biểu bị lầm lẫn vì những cái sự mà tin giả đó, và nó ảnh hưởng và cái nó làm ra tai hại, và có một số người bị cái sự mà tự cao của mình quá nên là cũng coi là tin giả là tin thật, nên là ước chúng ta cần phải sự mà cẩn thận. Cảm ơn anh Mục, mời mục sư. Kính thưa quý khán giả, giữa thế giới đảo điên này, chúng ta là những người dân đang sống tại đất nước Hoa Kỳ. Hãy đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là cứu Chúa của thế gian. Ngài yêu thương mọi người và chết thay cho quý ông bà anh chị em và tôi, cũng như Ngài đã sống lại. Và Chúa sẽ trở lại thế gian này để cai trị 1000 năm bình an. Và chắc chắn như vậy, và tất cả mọi sự trên thế gian này xảy ra cũng nằm trong cái chương trình ý định tốt lành của Thiên Chúa để chuẩn bị cho ngày có thể nói là rapture, tức là ngày mà hội thánh của Chúa được cất lên trên không trung. Dù có trải qua những cái hoạn nạn thử thách hay không, điều đó nằm trong cái chương trình của Chúa, nhưng mà chúng ta phải sẵn sàng để khi Chúa cất linh hồn của mình về với Chúa thì mình sẵn sàng đi với Ngài. Phần còn lại là trong khi chúng ta còn sống, hãy chiếu sáng, hãy tiếp tục yêu thương, hãy tiếp tục tha thứ, hãy tiếp tục sống với những người ở chung quanh với the best you can, và sống hòa bình với tất cả mọi người và cầu nguyện cho họ, cũng như đem cái tình yêu của Chúa, phúc âm của Chúa đến cho tất cả mọi người. Cảm ơn mục sư. Thưa quý vị, Đức Bình Giáo Chủ dạy rằng người làm phải như tầm trong kén có muôn tơ bao bọc tấm thân. Chư Phật, Đức Chúa, Đức Thầy hiện thị hiện ở cõi thế gian này mang tình thương đến cho mọi người và dạy con người phải làm phải. Thì khi mà chúng ta làm phải là làm theo lời dạy của các ngài và thực hành trong cái đời sống hàng ngày để chúng ta có được sự bình an trong nội tâm, và mang cái sự bình an đó để thành hành động qua thân khẩu ý để cho cái sự phải đó cho đến những người xung quanh, thì đó là một cái năng lượng tốt để giúp bảo vệ chúng ta trong cái giai đoạn mà khó khăn này, một giai đoạn mà không ai đoán trước được ngày mai sẽ ra sao. Trong giảng cũng có nói rằng đố ai biết được ngày mai, ngày nay yên tĩnh mà ngày mai thảm sầu. Kính thưa quý vị, trước khi chấm dứt chương trình, trong liên tôn chúng tôi có phần cầu nguyện hôm nay đến phần mục sư Linh. Kính mời mục sư Linh gửi lời cầu nguyện chung. Chúng con cúi đầu dâng lên Thiên Chúa là đấng tạo hóa toàn năng tất cả những lời ngợi khen và tôn thờ. Ngài là đấng đáng được tôn thờ, và chúng con hướng lòng về Thiên Chúa và đặt đức tin trọn vẹn nơi Ngài. Cảm ơn Chúa Giê-xu đã đến thế gian này để là cứu Chúa của cả thế gian. Ngài cứu vớt chúng con bằng cách chịu chết ở trên thập tự giá. Ngài giang tay đổ huyết ra và gánh hết, lấy hết tất cả tội lỗi của chúng con. Và Chúa cũng đã sống lại sau 3 ngày. Ngài thăng thiên về trời và hiện đang cầu nguyện thay cho loài người của chúng con, cho hội thánh của Ngài. Và Chúa sẽ trở lại trên thế gian này một lần nữa để xét đoán thế gian và cai trị 1000 năm và đời đời. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con nguyện xin Chúa ban phước cho người Do Thái và tất cả những người đang chịu ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh giữa Hamas và người Do Thái, và tất cả chúng con là những người ở đất nước tự do này. Xin Chúa cho lòng chúng con có sự bình an nhờ cậy nơi Ngài, và sống trong sự vui vẻ phước hạnh mà Chúa ban cho, và làm những gì chúng con có thể làm được để đem sự hòa bình, đem sự yêu thương, tha thứ đến cho tất cả mọi người. Chúng con tạ ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn mục sư, chân thành cảm ơn đài, cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình. Cảm ơn Hòa Thượng, cảm ơn Linh Mục và cảm ơn mục sư. Cầu nguyện cho tất cả chúng ta được an lành, và cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.